Làm nha, chị lên chị nói hai nhỏ cách. Còn đang ở Bình Dương. Cái đó tội nhà.
không biết ra luôn, trong khi đó hả, quán nhậu hả, thì nói lùng 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 mà mình thì nó rất ra công nhân kêu 2 giờ đóng cửa. 2 giờ người ta cũng bày thêm bài nữa. 2 giờ chắc hay bị sáng sao. Thì có gì em biết cho có thằng bài trên bàn nữa. Vậy mà giờ ở trên đó không chơi thì thông báo đi thôi, còn ở dưới cũng làm sao mà. Còn nữa thôi, cũng còn đeo của cây nên có tháo ra chạy rồi. Xong cái hỏi có cần khai báo y tế không anh? Không cần á, giờ khai báo làm gì nữa, kể đi. Vụ chỗ anh đây anh thì nó nói là giờ cũng nhiễm hết trơn nên anh còn gì nữa đâu lo. Rồi nó nói câu đó là thua. Hôm bữa em tiếp xúc F0, em điện thoại em kêu ôi thấy mới tiếp xúc với F0 có uống chung ly nước nữa. Cái hôm chú còn bộ test cho em xin bộ cái con cứ ra tiệm thuốc tây con mua đi. Rồi con test thử lên có bị gì thì báo chú còn không, thôi sao hết nha, đừng nói gì trơn nha con. Vậy đó. Đừng qua là chú luôn. Thôi mà tự test thấy nó nhẹ nhàng nó đỡ ra luôn, nên ở ngoài vườn nó thấy mình canh được cái lỗ mũi. Dạ, tự test em chuyên nghiệp luôn, lúc sáng được luôn. Em mà chỉ sợ là về quê thôi, cái trên đây thì em không sợ, về quê sợ mình lỡ lấy cái gì lây tùm lum hết mệt. Đây là hầu như là thành phố mình chắc tụi em cũng nhiễm xong hết rồi đó. Thì đa phần là đã xong rồi và phải có người nhiễm hay là vẫn bị lại bình thường chứ em. Nhưng mà có thể là không bị lại lần hai nặng hơn nha. Tùy theo người nha, có người bị lần hai nặng nó hành giật giả luôn á. Con nhỏ bạn làm chung công ty á, nó làm ở nhà, nó đang làm ở nhà nó lên công ty mà nó bị lần hai rồi. Lần đầu thì chưa kịp chích bị, xong rồi đi chích 2 mũi giờ bị nữa, kêu trời luôn. Mà cái quan trọng là nó chỉ ở nhà nó không đi đâu đó. Mà nó bị nguyên nhà mình, nó bị khác cái gì quá nó sống rồi, mày biết rồi, nó quá nó sống cổ. Rồi mà con cái clip trên Facebook á, thấy nhiều người ta sử dụng mình là thấy sợ luôn. Anh thích coi Minh Tâm? Thích coi không? Tùy theo clip. Có mấy clip thích coi, có mấy clip nhìn thấy sợ quá nên thôi lướt qua luôn. Thì cũng lên coi đó, thấy đang lên cũng coi mà. Mà thấy có mấy người như bị giống như bị xài quá cái thuốc hay cái gì mà nó sai. Nên là nó bị dị ứng như là nhiễm khuẩn gì đó. Nhìn thấy cái mặt nát hết trơn. Mấy bữa con cha của anh nó xài Red Bill á, phỏng hết nguyên mặt. Còn xài cái đó nghe nó da đẹp lắm nhưng mà thời gian rồi nó bị cái nó tiêu á. Cái đẹp nữa. Cái nói chưa đẹp. Không, cái đợt không nghe nói. Nhưng mà tại vì bây giờ mà đang giống như là tiền như này.